Sinh viên. Hôm nay chúng ta tiếp tục với học phần quản trị học. Trong trước thì chúng ta đã tìm hiểu hết chương 1, những khái niệm chung về quản trị và nhà quản trị. Chúng ta nhớ rằng quản trị là bao gồm 4 chức năng: hoạch định, tổ chức, điều khiển và kiểm soát lên 4 đối tượng là con người, tài chính, vật chất và thông tin một cách có hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu cho các tổ chức, cho các doanh nghiệp. Về bản chất thì quản trị vừa có tính khoa học vừa có tính nghệ thuật. Tính khoa học của quản trị thể hiện qua việc quản trị có các nguyên tắc có dựa vào các kiến thức của các ngành khoa học khác, và quản trị cũng phải dựa vào sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Vậy thì từ khi nào và như thế nào người ta hình thành được nên khoa học quản trị? Thì sang đến chương 2 chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung sự hình thành và phát triển của thứ nhất là về nguồn gốc các tư tưởng. Tìm hiểu về nguồn gốc các tư tưởng, trước hết chúng ta tìm hiểu về bối cảnh lịch sử. Thì trong sử sách của các nền văn minh sơ khai ở phương Đông như Trung Quốc, Ấn Độ hay ở phương Tây như Hy Lạp, La Mã đều có khá nhiều những cái câu chuyện về cách thức quản trị các tổ chức. Nhưng phần lớn ở thời gian này thì họ tập trung vào việc quản trị trong các tổ chức chính quyền, tôn sự, quân sự hoặc tôn giáo, mà ít đi vào các tổ chức kinh doanh. Các tổ chức kinh doanh trong thời kỳ này, thời kỳ thế kỷ 15, thế kỷ 16 thì chủ yếu là các gia đình giàu có hoặc có nghề thợ. Họ mở ra các cái trang trại, đồn điền, các cái xưởng thợ và thuê những người nông dân nghèo không có trình độ, không có tài sản, không có đất đai về làm thuê cho họ. Việc quản lý những người nông dân này chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cá nhân của những gia đình giàu có này hoặc kinh nghiệm truyền đời qua các thế hệ của những gia đình này. Đến cuối thế kỷ 16, khi mà hoạt động thương mại bắt đầu phát triển mạnh thì người ta cũng đã bắt đầu chú ý hơn đến tầm quan trọng của việc quản trị. Tuy nhiên, khi đó cũng chưa có khái niệm về các nhà quản trị chuyên nghiệp, mà những cái cơ sở sản xuất kinh doanh họ có thể thuê những luật sư, các quan chức trong chính phủ về để quản lý cái cơ sở sản xuất kinh doanh của mình, bởi vì họ cho rằng là những luật sư, những quan chức trong chính phủ là những người có kiến thức sâu rộng, có khả năng điều khiển người khác. Như vậy thì ban đầu họ cũng đã thấy được cái vai trò, cái nhiệm vụ của nhà quản trị không phải là người cùng làm việc với công nhân, mà là người có thể điều khiển, lãnh đạo được công nhân. Đến cuối thế kỷ 18, nửa đầu thế kỷ 19 là thời kỳ cách mạng khoa học kỹ thuật lần một nổ ra, cùng với rất nhiều các cuộc khủng hoảng kinh tế thì đã có những sự chuyển biến mới trong thị trường kinh doanh. Về tổ chức sản xuất thì thay vì tổ chức sản xuất gia đình như trước đây, người ta đã biết tổ chức các cái cơ sở sản xuất lớn hơn, tập trung nhiều công nhân hơn và có sự xuất hiện của các máy móc thiết bị. Họ cũng đã, những người điều hành các cái tổ chức sản xuất này cũng đã biết đến việc hợp tác với các tổ chức sản xuất khác để có thể tồn tại qua các cái cuộc khủng hoảng về kinh tế. Về sở hữu thì thay vì các cơ sở sản xuất kinh doanh này thuộc sở hữu của các gia đình giàu có thì họ đã phải thu hút nhiều vốn hơn để hỗ trợ cho cái việc sản xuất. Và trong thời gian này cũng là thời gian mà xuất hiện một loại hình kinh doanh mới, đó là công ty cổ phần. Khi có công ty cổ phần thì lại nảy sinh vấn đề, đó là sẽ có hai đối tượng cùng liên quan đến cái tổ chức sản xuất này, đó là chủ cơ sở sản xuất và người điều hành cơ sở sản xuất. Do trong hình thức công ty cổ phần này, người chủ sở hữu bao gồm rất nhiều người và không thể tự mình trực tiếp quản lý điều hành doanh nghiệp. Về môi trường kinh doanh, do xuất hiện nhiều loại hình doanh nghiệp mới và có sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Trước đây người ta chỉ sản xuất theo khả năng của mình, chứ chưa tính đến nhu cầu thị trường. Nhưng khi có sự cạnh tranh thì các cái cơ quan, các cái tổ chức sản xuất và
phải nghĩ cách làm thế nào để có thể bán được nhiều hàng hơn. Vì vậy đòi hỏi các nhà quản trị phải có sự nhạy bén, năng động và phải biết cách để điều khiển cái doanh nghiệp của mình có thể tồn tại và phát triển được. Mối quan hệ của các doanh nghiệp với nhau thì chuyển từ quan hệ bó hẹp trong nội bộ doanh nghiệp sang mối quan hệ bên trong và bên ngoài doanh nghiệp ngày càng chặt chẽ. Ngoài việc cạnh tranh thì các doanh nghiệp cũng phải tìm cách để hợp tác với nhau để có thể cùng tồn tại và phát triển được. Tóm lại thì chính những cái sự thay đổi này đã đặt ra một cái yêu cầu đối với các nhà khoa học, đó là phải có các cái kiến thức về quản trị, thậm chí đòi hỏi việc phải xây dựng các cái trường lớp, các cái cuốn sách viết về quản trị để có những người thực hiện cái việc quản trị một cách chuyên nghiệp, giúp điều khiển lãnh đạo các doanh nghiệp và các tổ chức. Phần tiếp theo của chương 2, các em sẽ tìm hiểu một số trường phái lý thuyết quản trị tiêu biểu. Ở đây chúng ta có 5 nhóm trường phái chính, đó là trường phái quản trị khoa học, trường phái quản trị hành chính, trường phái tâm lý xã hội, trường phái định lượng và trường phái quản trị hiện đại. Ở phần này sẽ được giao bài tập cá nhân để làm và nộp lấy điểm bài kiểm tra tư cách số 1. Về chủ đề của bài tập cá nhân thì sẽ là 8 tác giả tiêu biểu của 5 trường phái vừa rồi. Và 8 tác giả này sẽ được chia cho các em sinh viên trên danh sách lớp. Về nội dung của bài tập thì các em cần hoàn thiện các nội dung sau. Thứ nhất là giới thiệu về tác giả thật là ngắn gọn. Thứ hai, phần quan trọng nhất đó là nội dung của học thuyết, trình bày theo gạch đầu dòng, không viết đoạn văn dài. Và cuối cùng của phần này phải có kết luận học thuyết quản trị này dựa trên nguyên học thuyết này quản trị dựa trên nguyên tắc nào. Phần 3, phân tích ưu nhược điểm của học thuyết. Chú ý là ưu nhược điểm của học thuyết chứ không phải của trường phái. Một trường phái bao gồm nhiều học thuyết. Thứ tư, ứng dụng của học thuyết đến ngày nay. Thì các em trả lời các câu hỏi sau. Thứ nhất là học thuyết có được ứng dụng đến ngày nay hay không? Và có minh họa bằng các ví dụ cụ thể và bằng hình ảnh. Và ngày nay người ta đã làm những gì để khắc phục các nhược điểm của học thuyết mà các em đã tìm hiểu được ở trên. Những bạn sinh viên được chia cùng một chủ đề thì có thể làm chung một bài, nhưng tối đa là 3 sinh viên trên một bài. Sau khi nhóm hoàn thành bài tập của mình thì mỗi bạn thành viên của nhóm đều phải nộp bài trên Classroom theo email của mình, trong bài ghi rõ các thành viên của nhóm để cho cô kiểm tra. Và đây sẽ là bài kiểm tra tư cách số 1 của các em. Xin cảm ơn.